kinh văn nhất giả thị nhân quán diệu minh tâm biến thập phương giới trạm nhiên dĩ vi cứu cánh thần ngã tòng thị tắc kế ngã biến thập phương ngưng minh bất động nhất thiết chúng sanh ư ngã tâm trung tự sanh tự tử tắc ngã tâm tánh danh chi vi thường bỉ sanh diệt giả chân vô thường tánh Việt dịch, một là người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng mười phương, cho trạng thái lặng lẽ sâu kín ấy là thần ngã rốt giáo, nên hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt bất động trùm khắp mười phương, còn các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng tự sinh tự diệt. Vậy nên tâm tánh của ta là thường, trong khi các loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự là vô thường sang hành giả nói gì trong luận điểm thứ nhất này một là người ấy quan sát tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng mười phương trương tiên hành giả người đang tu đạo quan sát tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng mười phương cho rằng trạng thái lặng lẽ sâu kín và thanh tịnh ấy là thần ngã rút giáo nên hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt bất động trùng khắp mười phương tâm ta là một cảnh giới như như bất động dung mãn định lực đầy đủ trí huệ, sáng suốt và bất động. Nó nói do vì tâm ta trùm khắp mười phương nên tất cả các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng nó tự sinh tự diệt mãi không ngừng. Do vậy tâm tánh của ta là thường không phải chịu sanh tử, trong khi các loài kia phải trải qua sanh diệt nên chúng thực sự là vô thường. Chúng sanh lưu xuất từ tâm ta vẫn liên tục chịu sự sanh diệt Do vậy, bản chất chúng nó phải là vô thường, còn tâm tánh ta trùng khắp mười phương thường hằng không biến đổi, nhưng các loài chúng sanh trong đó phải trải qua sanh diệt, nên chẳng phải là vô thường. Kinh Văn Nhị giả thị nhân, bất quán chân tâm, biến quán thập phương, hằng xa quốc độ, kiến kiếp hoại xứ, danh vi cứu cánh, vô thường trùng tánh, kiếp bất hoại xứ, danh cứu cánh thường. Việt dịch thứ hai là người ấy không quán xét tâm mình lại quán xét mười phương cõi nước nhiều như cát sông hằng, thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt giáo vô thường, còn những nơi rốt giáo thường hằng là không ở trong kiếp hoại. Giảng, dạ, thứ hai là người ấy không quán xét tâm mình lại quán xét mười phương cõi nước nhiều như cát sông hằng, hành giả không quán xét nơi tâm mình mà trên hết lại thấy tâm mình trùm khắp mười phương, hơn nữa hành giả nhìn ra ngoài cõi nước mười phương nhiều như cát sông hằng, thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt giáo vô thường, còn những nơi rốt giáo thường hằng là không ở trong kiếp hoại anh ta thấy một thế giới nào đó đã đến kiếp hoại trong vòng biến chuyển thành trụ hoại không anh ta tuyên bố rằng nơi ấy có tánh vô thường một cách tuyệt đối còn thấy những nơi chưa đến kiếp hoại thì anh ta cho rằng nơi ấy rốt ráo thường hằng đó là cả hai thứ quan niệm thường và vô thường